Xin chào mọi người, hôm nay là chiều thứ năm sau 5 giờ, sau khi làm việc đi về ghé shop mua đồ ăn, những điều cần thiết yếu cho gia đình. Mình tranh thủ một tuần đi chỉ có 2 ngày mà thôi, còn những ngày còn lại thì mình có thể order đồ ăn từ cậu M3 của Annie làm, vì Annie rất thích ăn đồ của cậu M3 Annie nấu. Sắp tới mình sẽ quay cho mọi người thấy những món mà Annie thích ăn từ những cái món của cậu ba Annie làm, trong đó có những cái món phở, món hủ tiếu xào, món mì xào giòn là Annie rất là thích, bao gồm đặc biệt là cua xào rang muối, cua xào mì, rất là ngon, Annie ăn thấy ghiền luôn. Thì bây giờ cùng mình đi vào shop nha, vì lock out nên cũng tranh thủ đi nhanh mà về thôi, chứ không có dám vòng vòng nhiều như mấy lần trước. Đó, cùng mình đi vào cái shop lên. Thì như các bạn biết thì cái shop lên như cái video trước là một trong những cái siêu thị lớn nhất của vùng Tây Nam Sydney của mình. Nó đứng hàng thứ 47, cái siêu thị lớn nhất của nước Úc. Nó xây dựng từ năm 1983 với cái trị giá kinh phí là 142 triệu. Trong đó có 200 cửa hàng, bao gồm 20 cửa hàng là quần áo fashion. Scotland nó nằm ở Widuriu Park. Nó đã trải qua 4 lần sửa sang lại. Đó, đây là cái cổng trước khi vào, nên mình phải quay sơ sơ một chút mà thôi. Thì tới tháng 9 năm 2016 thì Hội đồng thành phố Fairfield đã bỏ ra 228 triệu để sửa chữa và mở rộng thêm, với cái diện tích là 5.600 mét vuông để sửa chữa thêm những cái store bên ngoài của Scotland. Và thêm cộng thêm vào đó là 910 cái chỗ đậu xe kha phạt. Tổng cộng hiện tại ở Scotland mình đã có thêm 2.700 cái store rồi. Đó, thứ năm hôm nay mà vắng quá mọi người ạ. Thông thường thì người ta hay đi shop đêm vào thứ năm thì 10 giờ rưỡi có thể mới đóng cửa, nhưng mà vì Covid nên mọi người chỉ đi trước 8 giờ rưỡi, cái shopping center này sẽ đóng cửa đó. Đó, đây là trước cái cửa thì mình có thể cái IQ quét ra khi mà đi vào những cái shop nào mình đi, đừng có quên vào mình xem nha. Covid nè, Covid là như vậy đó, shop đều đóng cửa hết, những cái shop mà không phải thiết yếu, không phải món ăn. Đó, mấy quần áo đóng cửa hết. Đó, shop đóng cửa. Thấy buồn không? Rất là vắng tanh shop đêm mà như vậy đó. Chỉ có cái chemist work là chỗ bán thuốc thì là thiết thực cần thiết, vì cho những người bệnh virus hay covid hay tất cả những người cảm thấy không khỏe thì đó là kêu là thiết yếu. Không có những cái chemist này mở cửa 24/24 và trong 7 ngày thì nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều.
thấy vắng không mọi người. Còn đối diện mình là cái shop khai mạc, thì bây giờ nó cũng không có cho người ta vô mua đồ nữa, mà chỉ order tất cả online thôi. Có thể giao tận nhà hay là lại pick up mà thôi. Shop dài dép, đồ nhu yếu phẩm, đồ từ đều souvenir đều đóng hết. Trước khi vào shop là mình phải làm những điều như thế này, và khoảng cách nữa 1.5 và wear mask. Stock lên, ngày nào bận rộn shop đêm thứ năm, bây giờ thì rất là hiu hắt, có một vài bóng người mà thôi. Mọi thứ cũng sell up to 50%, vì business đóng cửa đâu có bán được gì đâu, chỉ bán hàng trên mạng mà thôi. Shop online, everything online. Đặc biệt là cái chỗ bán vé đi du lịch thì cũng đóng luôn, vì hay không phải là shop thiết yếu. Đây là cái shop trái cây lớn ở vùng Scotland. Nó là shop thiết yếu nên được mở, nhưng cũng rất ít ít người, không như trước mùa Covid cũng bán đủ hết. Nó bán đủ, shop rộng chưa? Ở đây thì xóm này bán trái cây cũng khá là rẻ. Mangarin, trái quýt nè. Mùa này rất là nhiều và giá là rẻ. Còn những cái trái eggplant, những cái trái cà tím thì rất là bự. Chỉ có 2.99 đồng mà thôi. Đó, trái cà tím đó bự ghê chưa? Bự mà mập nữa. Trong đây có đủ thứ các shop, nào là shop khô, shop trái cây, shop Woolworth, khê mạc, bán quần áo. Đó, cà phê thì chỉ take away mà thôi. Bàn ghế đều dựng lên hết. Mấy tháng trước mình có quay video khi mà trước mùa Covid thì quay rất nhiều. Hy vọng mọi người có thể coi lại cái video đó thì sẽ rõ ràng hơn. Đó, shop đóng cửa đó. Có shop bánh mì, bakery line nhưng mà cũng đóng cửa luôn. Có thể đóng sớm. Nhưng shop lô tô vẫn còn mở cửa. Rất rất và nhiều shop đóng cửa quá mọi người ạ.
thôi mình dừng ở đây nha. Hy vọng mọi người coi cái video này để thấy cái tình hình chung của mọi cái shop, đặc biệt là hôm nay mình quay là cái shop ở Stockland Shopping Center ở New South Wales, chỗ của gần chỗ của tụi mình ở và làm việc đó. Chúc mọi người vui vẻ, giữ ấm, khỏe mạnh. Xin chào.